Rồi, xin chào các bạn đến với kênh nhà nông. Đây, xem một thời gian á, thì mình cũng chiếm lượng phẩm nó được bao nhiêu đây? Cái khu khoảng 15 phút á. Đây là mấy con bách ở trên bờ á, chứ chưa có lượng nước sâu á, tại hiện tại đang mùa lục á. Đây, này, cua này mà. Con cua. À, những con ốc bươu, là cái ốc bươu. Con này vừa mình ngâm nó đi. Ngâm xem cái bắt đầu là luộc lên xem xào xả ớt. À, con này đang nhức nhấu á. Có chút mem gừng nữa chấm thau rầu á. Đây kiểu. Cua đây, chút cho nhỏ nó chờ. Nhìn thấy rõ quá. Tuyệt vời. Đây con cua cái các bạn nhìn ha. Nhìn thấy cái mai của nó không? Mai cua cái. Đây con mai cua cái luôn. Là nó bò lên nó đỉ không biết nữa. Đi coi trong nó có trứng. Nè, xem coi trong nó có trứng. Cua cái. Rồi mình chụp. Chưa có các bạn. À, chắc mấy con này còn nhỏ. Hay cua cái mình rửa cái này là nó dễ dàng đó. Cua đực rửa khó lắm. Cua đực nó có cái mai chút xíu rồi. Con đây con cua cái luôn. Không phải cua đực mình mở ra cho bạn xem. Đây cũng câu cá luôn. Tròn nhìn con mắt của nó kìa. Nhìn mình kìa. Vô cố kịp chung đây. Đây trộn thì con ốc kìa. Con này cũng chưa cho kịp chung. Hai con kịp với nhau. Đó. Thấy nó kịp chung với nhau dù. Kịp. Ý kịp không thả luôn. Hai con kịp hai bên không thả luôn. Dù mình thả xuống nó mới thả này. Thả tay xuống nó mới thả nó bò này. Chứ không kể vậy là nó giữ miết à. Thả xuống đó mà thấy chưa. Thấy không, thả xuống là nó thả ra càng cương với nó càng chết mà. Đây còn con kia bước chân luôn rồi. Trời ơi hay cương luôn vô. Ý trời ơi rớt chân ở trường mày vô kịp chút chết rồi dính nữa rồi đó. Chung dùng thả ra này. Đây. Đó, thả ra, ê, thả ra, thả ra. Ủa, không thả. Con này gai. Hai con này nó gai kịp chung với nhau. Không kịp thêm con ốc nữa. Đây. Càng nó ghê lắm. Rồi, chiếm lượng phẩm đây. Chút nữa là mình xào lên dược thôi. Ngoài tháng 10 mà làm gì anh? Có mấy con đây là ngon lành rồi. Màu quán. Rồi, tạm biệt các bạn nha. Bạn nhớ đăng ký kênh để mình quay nhiều clip khác cho bạn xem.